người mình không muốn, mình muốn ngồi dậy bỏ chạy á. Cái cảm giác là muốn bật chạy, phải chạy khỏi phòng á. Mà mình cố gắng lắm, cố gắng mà không có việc gì cứ nằm đi. Cái lòng bàn chân mình nó lạnh, mà cái môi cho nên cảm giác run, mình không biết làm sao mà mình cảm giác sợ, mình muốn đứng dậy chạy ra khỏi phòng á. Là nó chắc cũng phải là 5 phút mà 5 phút đầu tiên á, cảm giác mình rất là sợ, mình muốn bật dậy mà chạy ra khỏi phòng lắm. Cái việc này là nhiều người chạy biến ở những người nhảy lên đứng lên múa luôn, sóng âm đi vào nó làm cái trạng thái gì cảm thấy là chính mình, cái nỗi sợ hay là những cái mọi người cứ buông xả ra để cho cơ thể mình cứ bị dồn nén tắc nghẽn bao lâu mà mình không dám làm những việc đó. Và khi thông qua những cái tiếng chuông, những cái sóng âm này, cái bật chỗ này, những cái trung tâm của mình thành ra nó điều bình thường sao thì cứ để thoải mái, đây là cái trạng thái thoải mái khi mà mình nghe nó truyền đạt giống như vậy. Thông điệp nó gửi đến cho trong mọi cái thứ bên trong của mình thì phải mở hơn, bước ra khỏi cái vòng an toàn để hiểu lại chính mình. Thì cái này phải có cái cần cái sự mỗi ngày lắng nghe chuông và mình có thể là cái dân ứng dụng cho mình.